Em chào tất cả các bác nhá. Một tháng rồi giờ công việc gia đình nó mới ổn ổn anh em ạ. Tối hôm nay bắt đầu là lúc 19:30 thì bắt đầu bán hàng. Cái buổi bán hàng đầu tiên, phiên bán hàng đầu tiên đấy thì em cũng đi sưu tầm rất nhiều những cái loại lan cát đẹp cho anh em sưu tầm. Đặc biệt là những cái bông lan cát bông sổ nha anh em nhá. Bông sổ. Đấy. Cũng có một số những cái cây tên tuổi nhưng mà đa số là bông sổ đẹp lắm. Đây mời cả nhà ngắm mấy bông này. Bông này bông bông màu tím này. Bông tím, bông này thơm lắm cả nhà. Bông này thơm. Có cái bông này này cả nhà này. Đây là bông sổ này. Bông sổ năm rồi nó cũng được rất nhiều những cái cây mà mặt bông nó đẹp lắm. Đấy. Đặc biệt là cây nó nhiều. Trong một cái chậu này nó nhiều nhiều cây lắm. Đây, đi một vòng cho anh em xem. Đúng lượng là hàng này nó cũng tương đối nhiều nhưng mà toàn những cái cây nó đang có nụ quá. Đầu video thì em giới thiệu cho các anh chị một cái hàng đặc biệt. Cây này thì cây tên tuổi rồi. Đó là một chậu lan cát vua mèo nhá. Đây là vua mèo cổ. Đây cả nhà thấy trồng khi mà nó đạt cái thân nó to như thế này này. Và cây này đặc biệt được 3 nụ. Hàng này thời cổ đấy, người ta tách ra người ta trồng, anh em thấy không? Cây đẹp. Trước cái cây này thì nó được 2 bông hoa. Đến bây giờ cây này là 3 bông hoa. Nếu mà một chậu lan cát vua mèo hoặc lan cát bình thường thôi, anh em mà trồng chăm sóc nó tốt á thì nó cứ cái mầm nó ra hoa, nên có thể là mình chơi hoa quanh năm cả nhà. Rồi này đẹp quá. Đấy, có nó duy nhất có một chậu lan cát vua mèo nhá. Đấy, có cái thằng Fancy này, hôm nay em có Fancy này. Fancy thì được một chậu. Nó được 2 cái nụ to như thế này. Đấy, còn mấy chậu lan cát khủng. Ở đây có cái chậu bảo nghi khủng này. Bảo ghi này tương đối khủng này. Cái số lượng mèo nhiều lắm nha anh em nha. Đây này mèo, tất cả mèo có nụ hết rồi. 1, 2, 3, 4. 4 mèo nụ. Chậu bảo ghi to như thế này. Bảo ghi này bảo ghi cổ đấy. Bông nó đỏ. Bông nó nghiêng về đỏ nhiều hơn. Bảo ghi này. Còn vàng hoàng gia đây cả nhà. Vàng hoàng gia thì em có cái chậu này. Nó chưa có nụ. Nhưng mà nó hay cái là cái loại này thì nó cứ nhú nụ, nhú mầm tới đâu thì nó ra hoa tới đó. Chậu này nó được 4 thân tơ, 4 mầm đang lên. Thì cái này như theo kinh nghiệm của em thì khả năng nó ra chuẩn được Tết đấy cả nhà. Cái giò này đẹp, giò khủng này. Đấy, khả năng nó 4 cái mầm này nó có thể nó ra được chuẩn Tết đấy. Anh em nào mà có nhu cầu chuẩn bị hàng chơi Tết thì mình có thể mua những cái giò to như thế này. Thơm quá, có mấy bông hoa nở thôi nhưng mà rất thơm. Giới thiệu với cả nhà cái hàng sổ của em. Hàng sổ của em thì năm rồi. Trong vườn này thì có rất nhiều anh em sổ được những cái bông chấp. Mà em thấy là những cái nụ nó ra là triển rất triển vọng nha anh em nha. Rất triển vọng. Cái loại bông sổ này thì nó cái lá của nó rất dài. Đây này em nhìn này. Đấy, nụ rất triển vọng nha. Đấy, lá dài. Đây. Có những cái cây mà nó không ra mèo. Nó ra như thế này. Đấy, nó mèo nó nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà khi mà ra hoa thì hoa rất to và đặc biệt đạt bông. Đây, những cái chậu này. Tất cả những cái chậu này chậu sổ hết nha anh em nha. Đây này cả nhà nhìn đây biết này. Sổ, cái hàng này hàng lai. Hàng lai cho nên anh em mà thích chơi hàng sổ ấy thì cả nhà có thể sưu tầm những cái loại này. Mình về mình sổ ra những cái mặt bông đẹp. Đây một chậu của em nó nhiều thân lắm. Này về mình thích thì mình treo lên hoặc là mình thay chậu. Mà cái này thì cũng không cần đâu, cái này giá thể nó cũng mới mà. Cái lan cát nó càng cằn cỗi bao nhiêu thì nó đạt hoa bấy nhiêu anh em ạ. Cho nên đôi khi có nhiều anh em trồng nó tốt quá, nó không ra được hoa. Này những cái vườn này thì anh em nó để cái chế độ nắng khá cao nhá. Nắng khá cao cho nên là cây hầu như cây nào lên thì nó đều ra hoa hết. Đầy chậu luôn. À, có những cái chậu nó hai mèo hoa này. Đây là cát sổ. Đây cũng là cát sổ mà nó có những cái bông mà nó tím tím như thế này này. Đây. Anh em nhìn nụ đã không? Em hôm nay đây này có cái giò này này, giò này đẹp này. Đấy, bông nó kiểu này nó kiểu đốm đốm đây cả nhà. Lá tròn cho nên là cái nụ nó cũng tròn, xong lại khuôn bông rất đẹp nha. Có cái hàng đặc biệt khá nhiều anh em đợt vừa qua cũng đã lấy. Em có cái loại lan cát mini. Đây này bông này này.
cánh nó thường thường thì cánh cánh vàng lưỡi đỏ, nhưng mà nó cũng có một số cây nó cũng là thuộc vào cây sổ anh em ạ. Nhưng mà cái khuôn bông của nó giống cái khuôn bông cát đại. Thì em có những cái chậu cát mini đẹp đẹp như thế này này, nó đang có nụ rồi nhá, đang có nụ hết rồi. Em chủ yếu là bán hàng nụ thôi cả nhà. Đây, bên này nó có mấy chậu mini đẹp lắm, nó cũng to, về để anh em vừa sổ bông. Đây này, cái số lượng mèo nó chi chít như thế này, cái này khả năng là nó kịp Tết đấy cả nhà. Mèo nó nhỏ như thế này này, 6-7 cái mèo đẹp lắm. Ê, hẹn gặp anh em mình 19:30 nhá, 19:30 hôm nay anh em vào ủng hộ em. Quên nãy chưa giới thiệu, có mấy cái loại hàng cổ, hàng cổ nó như thế này này, nó chưa có nụ nhưng mà nó là hàng cổ, bông nó đẹp lắm, em cứ lấy về để em bán cho anh em sưu tầm. Rồi hẹn gặp cả nhà lúc 19:30 tối hôm nay, và anh em nào có nhu cầu các loại nào mà em giới thiệu đây thì có thể gọi điện theo cái số điện thoại trên tiêu đề nhá. Em chào cả nhà.